Rồi, chúng ta trở lại. Kinh Kutadanta này là nói về cái gì? Có coi trước chưa? Kinh Kutadanta này nói về cái gì? Tế tự, tế lễ, tế đàn. Nó khác nhau không? Rồi, tế tự, tế lễ, tế đàn. Tế lễ, tế tự nó bao trong cái tế đàn. Trong cái lễ tế đàn đó, nó bao gồm cái tế vật và tế pháp. Thành ra là tế đàn thì nó bao gồm chung là tế tự, hay là mình gọi là tế pháp và tế vật. Mình gọi là đàn tế đó. Mình gọi là đàn tế, lễ đàn tế đó. Thì nó bao gồm luôn là tế tự. Tế tự. Và tế vật. Vật tế. Rồi, kinh Kutadanta này nói về cái sự mà lễ tế đàn của ngày xưa, của người dân Ấn Độ ngày xưa. Thì quan điểm của người dân Ấn Độ ngày xưa là làm sao mà tổ chức được một cái đại lễ tế đàn. Trong đó có nhiều cái gia cầm, nhiều trước khi mà vào thời Đức Phật trước đó nữa. Thì cái lễ tế đàn không phải là lễ tế đàn về vật đâu, mà tế đàn về người. Sau này cái xã hội nó cũng như là nó thay đổi, nó tiến bộ, thành ra cái lễ tế đàn thay người thành vật. Cho nên trước đó là cái lễ tế đàn là lễ người, là lễ người cơ bản, là lễ con nít, tế con nít, tế con nít. Chúng ta thấy là cái xã hội nó cũng khủng khiếp ghê lắm. Và không phải chỉ riêng cái tế đàn là người, dùng cái người để mà làm lễ tế đàn, mà trong tất cả những cái ma chay của Ấn Độ, ngay cả tới bây giờ cũng vậy, có một số bang nó lén nó làm cái chuyện này. Tức là khi mà người chồng chết thì bắt người vợ trói lại và thảy vô trong cái giàn quả với người chồng, đặng tiếp tục đi hầu người chồng, tiếp tục đi hầu. Thành ra tới bây giờ vẫn còn, nhưng mà bây giờ gần như là nó chỉ còn 10% thôi. 10% là cũng nhiều lắm, và trong những cái thôn mà không có quản lý, xa quá không quản lý, thì nó vẫn còn làm lén làm cái chuyện này. Tức là khi mà mấy bà vợ mà khi mà ông chồng chết là mấy bà trốn đi luôn, hoặc là gia đình của bên mấy bà là mấy bên vợ là sẽ tiếp. Còn không á, có những cái gia đình nào mà cũng như là tư tưởng là quá gọi là phải sống mà thờ chồng mà chết theo chồng á, thì chính cái bên vợ đó, cha mẹ hoặc anh chị em vợ đó sẽ bắt cái người vợ bắt lại, trói lại, để khi thiêu ông chồng thì đẩy cô này lên giàn quả luôn. Chứ không phải là do bên chồng bắt đâu, mà do bên vợ bắt, do cha mẹ mình, anh chị em mình bắt, thảy lên giàn quả luôn. Thì ngày trước khi mà Đức Phật mà xuất hiện thì cái lễ đó nó tế người thì vẫn còn, cho đến khi Đức Phật xuất hiện thì vẫn còn, nhưng mà rất ít. Là thay cái lễ tế đàn bằng người, thì bây giờ là lấy lễ tế đàn bằng vật trâu bò, cơ bản là trâu bò. Thì người ta cho rằng để tiếp cận với Phạm Thiên Brahma đó, hoặc là để có nhiều phước báo, thì cái lễ tế đàn càng nhiều, trong cái ngày lễ tế đàn thì càng nhiều gia súc bị giết, thì cái việc mà hài lòng Phạm Thiên nó càng nhiều, và phước báo của cái người đó cũng như gia đình người đó càng lớn đó. Người ta quan niệm như vậy, cho nên mới có cái bài kinh này. Thì bài kinh này là tên của một vị bà La Môn, tên ông ta là Kutadanta. Thì ông Kutadanta này là một vị bà La Môn mà gia chủ và thông thái, đạt được cả hai. Ông ta đạt được rất là nhiều cái ưu điểm, và trong những cái ưu điểm mà ông ta có thì ông ta có được hai cái ưu điểm rất là lớn. Đó là ông ta vừa là gia chủ, tức là một cái người mà trưởng thôn lớn, rất là lớn ở trong cái làng đó, và ông ta lại được có cái thông thái là tinh thông các tập vệ đà, cho nên là người ta rất kính trọng. Thì ông ta muốn tổ chức một cái đại lễ tế mà đàn tế rất là lớn, để mà làm hài lòng Phạm Thiên, để cho Phạm Thiên giúp cho dân làng của ông ta. Rồi ông ta muốn là được nhiều phước báo cho mình và cho làng. Nhưng mà ông ta không biết cái cách để mà thực hiện cái nghi lễ như thế nào. Ông ta không biết cái cách đó. Cho nên là nhiều người nói rằng Đức Phật biết.
Đức Phật biết cái nghi lễ đó, và Đức Phật biết là trong một cái lễ tế đàn đó phải đầy đủ 16 tế vật và 3 tế pháp. Ba tế pháp thì bây giờ hỏi ra các vị mà lục sư ngoại đạo đó, hỏi ra các vị đó thì không ai biết 16 tế vật là 16 cái gì và 3 tế pháp là 3 tế pháp gì. Cho nên là ông ta quyết định là sẽ đi đến gặp Đức Phật. Ông ta quyết định sẽ đi đến gặp Đức Phật. Thì những người bạn của ông ta mới cản, những người bạn ông ta mới cản là nói rằng ông ta ở một cái vị thứ là giai cấp Bà La Môn cao hơn Sát Đế Lợi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là ông ta là một người gia trưởng đứng đầu làng luôn, với cái kiến thức rất là uyên thâm về Vệ Đà. Giàu có như vậy thì đáng lẽ là Đức Phật Sa Môn Gotama phải đến thăm ông ta, thì ông ta mới là không chịu. Ông ta không chịu. Ông này là một người mà sau này là một cánh tay đắc lực của Phật giáo mình nè. Ông này nè. Thì ông ta không chịu, ông ta mới nói rằng á, nếu mà nói về cái mà cái sở học á, thì Đức Phật sở học phải nhiều hơn ông ta. Còn nếu mà nói về cái mà sự thành công á, thì Đức Phật thành công hơn ông ta. Về bất cứ một cái phương diện nào thì ông ta đều nói là Đức Phật hơn. Và như vậy hơn nữa, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì Đức Phật như là một người khách đến làng của mình, thì vì một người khách đến làng cho nên mình phải tiếp khách đàng hoàng, phải tiếp khách chu đáo. Mà hơn nữa đây là một bậc mà Thế Tôn nữa, cho nên rất xứng đáng để cho ta đi đến thăm Đức Phật. Thì lúc đó là các vị Bà La Môn kia biết rằng không thể cản được cái ngài Kutadanta này, cho nên là chấp nhận cùng với ngài Kutadanta đi đến hỏi Đức Phật về cách thức là tổ chức lễ đàn tế như thế nào. Đó là cái xuất phát từ câu chuyện này. Thì chúng ta mới thấy là khi mà ở trong này thì ngài Kutadanta mới đưa ra những cái lý do mà tại sao ông ta phải đi đến gặp Đức Phật. Bởi vì ngoài những cái lý do mà Kutadanta có thì Đức Phật lại có thêm những cái mà Kutadanta không có, ông không có. Thí dụ như cả hai người đều có nè, cả hai người đều có là thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. Qua cái sự việc này thì chúng ta thấy là dòng họ Thích Ca là sao. Thành ra mình coi trong gia phả của dòng họ Thích Ca đó, mình coi trong gia phả thì là anh chị em lấy nhau, phải không? Mình coi trong gia phả thì mình thấy như vậy. Tại vì cái này là quyết thống phải thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ luôn, tức là không lấy người ngoài. Chỉ có một lần là lấy người ngoài là sanh ra ai mà mới có cái cuộc đại chiến đó, là vua Lưu Ly. Chỉ có một lần đó là lấy người ngoài thôi. Thành ra là vua Lưu Ly, là cả cái dòng họ Thích Ca xem rằng đây là nỗi ô nhục của dòng họ Thích Ca, xem là nỗi ô nhục. Nhưng mà rất may là cái mà cái người mà đưa đi lấy vua Pasenadi đó thì lại là người ở người hầu, nhưng mà cũng vẫn là thuộc về cái dòng họ Thích Ca. Nhưng mà xem đó là cái nỗi ô nhục làm cho quyết thống không còn thanh tịnh nữa. Cho nên là cái dòng họ Thích Ca rất là hãnh diện về cái quyết thống thanh tịnh. Chính vì hãnh diện về quyết thống thanh tịnh này cho nên dòng họ Thích Ca là gần như tuyệt chủng luôn, gần như tuyệt chủng luôn. Tại vì trong gia tộc mà lấy nhau là quá cận luôn, trong khi Đức Phật với Gia Du Đà La là rất là gần. Đức Phật với Gia Du Đà La rất gần, mình coi trong cái gia tộc á là mình biết rất là gần. Thành ra là đó là cả ông Phật và ông này giống nhau. Rồi Phật và ông này giống nhau là xuất thân từ cái chủng tộc cao quý. Rồi giống nhau cái thứ ba là cả đẹp trai nè, khả ái nè, có đức hạnh đầy đủ nè, giới hạnh cao dày nè. Đó. Rồi nhưng mà chỉ có ba giống, ổng giống được Phật có ba điều thôi, còn tất cả bảy điều còn lại là ổng không có. Cho nên là rất là xứng đáng để cho ổng đi đến gặp Đức Phật. Tại vì trong 10 cái đức tánh thì ổng chỉ có được ba cái đức tánh giống Phật thôi, tức là thanh tịnh bảy đời quyết thống, và cái thứ hai là rất là xuất thân từ chủng tộc cao quý, rồi cái thứ ba là đẹp trai, rồi đức hạnh đầy đủ. Nhưng mà cái thứ tư là Sa Môn Gotama là gì? Từ bỏ gia đình, mạnh dạn từ bỏ gia đình. Ở trong đó có không, trong tài liệu đó có không hả? Chưa phát? Dạ không, phát cái giảng bài rồi chưa? Dạ thôi lấy giảng bài thôi để thi chứ.
con soạn được 15 bài rồi, để còn một ít bài nữa nữa con ra cái quyển sách, con nó làm mấy tài liệu. Cơ bản là mấy thầy cô phải hợp tác với con làm mới được. Phải hợp tác. Chắc là cũng trong vòng năm hay năm rưỡi nữa, nghĩa là dạy thêm một khóa nữa thì ra được. Dạy thêm một khóa nữa thì. Rồi, cái đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là mà Kutadanta không có, mà tất cả mọi người trong xã hội Ấn Độ không có, đó là vì Samun Gotama đã diệt trừ mọi tham dục, dứt bỏ mọi sao động của tâm. Đó là cái thứ năm, diệt trừ mọi tham dục, dứt bỏ mọi sao động của tâm, là Samun Gotama không có, có mà Kutadanta và tất cả những người dân Ấn Độ không có. Rồi cái thứ sáu là Samun Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về nghiệp, mà trong khi là những người kia, những cái tôn giáo khác thì người ta lại phủ nhận cái vai trò của nghiệp. Người ta nói làm mà không có kết quả của việc làm là phủ nhận rồi còn cái gì nữa. Trong khi Samun Gotama thì chủ trương là về nghiệp. Rồi Samun Gotama có được hàng ngàn thiên nhân, chư thiên là người đến quy y với Samun Gotama. Trong khi các cái tổ chức tôn giáo khác thì không có được cái chuyện này. Rồi còn hai cái cuối cùng của Samun Gotama là gì? Mà trong khi các cái lục sư ngoại đạo hay là các cái vị mà nổi tiếng lúc bây giờ không có, đó là gì? Samun Gotama đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Samun Gotama là người duy nhất thôi có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Rồi cái cuối cùng là Samun Gotama có là gì? Cái cuối cùng Samun Gotama đây mới khẳng định đây. Mới khẳng định là cái mà xứng đáng để cho mọi người đến để mà đảnh lễ cúng dường quy y đây. Là cái cuối cùng là Samun Gotama là gì? Là người là một Samun Gotama là người đầy đủ 10 cái danh hiệu, 10 cái đức hạnh, gọi là đầy đủ 10 đức hạnh của một bậc chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Mà trong khi không có ai có. Đó chúng ta thấy. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần hai la mã là quan niệm về tế lễ, quan niệm về tế đàn. Quan niệm về tế đàn thì người dân Ấn Độ người ta rất là thích là tế đàn. Tại vì trong lễ tế đàn đó người ta sẽ được tiếp cận với Phạm Thiên. Và trong lễ tế đàn đó người ta sẽ hưởng được, người ta sẽ được cái phước báo rất là nhiều. Cho nên là họ rất là xem trọng cái việc mà tế đàn, ngang với cái việc mà tu thiền định để chứng đắc các thần thông là quan trọng thứ hai trong cái quan niệm của người xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ. Rồi cái theo quan niệm tế đàn của Đức Phật, thì theo quan niệm tế đàn của Đức Phật thì chúng ta ở đây mới thấy cái khéo của Đức Phật đây. Chúng ta mới thấy cái khéo là Đức Phật không bao giờ phủ nhận cái việc tế đàn tốn quá nhiều trâu bò gia súc. Chúng ta thấy là 700 con trâu bò, 700 con trâu, 700 con bò, 700 con dê, rồi con ngựa đó, nghĩa là phải đủ cái số lượng đó. Dê rồi cộng lại 16 cái tế vật và 3 cái tế pháp thì nó mới ra thành một cái đại lễ đàn tế nó chuẩn. Thì khi mà nghe Kutadanta là nói chuẩn bị như vậy, đã 700 con này, 700 con kia, 700 con nọ, nhưng mà vẫn chưa biết cái cách để làm sao mà làm lễ, thì Đức Phật không có phủ nhận, không có nói là ông sát sanh nhiều quá sao mà ông có phước được trong cái đàn, Đức Phật không nói. Nhưng mà cái khéo của Đức Phật cũng như sau này chúng ta đi thuyết giảng thì chúng ta hãy lắng nghe cho hết những cái lời mà người ta trình bày cái quan điểm của người ta, rồi Đức Phật lại bắt ngay cái luận điểm của người ta để mà Đức Phật dẫn người ta đi ra cái luận điểm đó nếu Đức Phật thấy sai. Từ ngay cái sai đó Đức Phật dẫn người ta đi ra, rồi người ta thấy cái sai đó người ta tự động đi ra, chứ Đức Phật không có dùng cái chủ trương áp đảo cái này áp đảo cái kia để dẫn người ta đi ra. Từ trong tất cả các kinh chúng ta coi là chúng ta sẽ thấy nhiều khi rồi mình nghe nói không, ông nói như vậy là sai rồi, không phải là vậy. Đức Phật không bao giờ nói là ông sai hay là ông đúng, nhưng mà Đức Phật dựa trên cái sai của người ta để cho người ta thấy cái sai của mình. Đức Phật nói để cho người ta tự động người ta thấy rồi tự động người ta đi ra.
À, rồi người ta sẽ hỏi tiếp, bây giờ con đã thấy cái sai vậy rồi, bây giờ con phải làm sao? Đó, cái cách mà thuyết giảng của một của Đức Phật là như vậy. Và cái người thứ hai mà có cái cách đó là ai? Người thứ hai có cái cách đó là ai? Không, Mục Kiền Liên không có. Không, anh không có. Ngài Ca Chuyên Nhiên không phải. Đó là trần ơi, nổi tiếng quá mà. Tay mặt trai trái của Đức Phật là ai? Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất khi mà ngài cái câu chuyện rõ nhất mà chúng ta thấy đây là người mà có cái thuyết pháp, cái lối thuyết pháp giống như Đức Phật là qua câu chuyện gì? Nó rõ nhất là cái có cái cách lối thuyết pháp mà Đức Phật dựa ngay trên cái sai của người ta để dẫn người ta đi ra. Là qua câu chuyện gì rất nổi tiếng. Mà từ đó mới có cái việc mà cho tăng ni và Phật tử ngồi chung đó. Chứ ngày trước đó là Phật tử đâu có dám vô ngồi nghe pháp với tăng ni đâu. Chỉ từ cái chuyện đó đó, thành ra sau này là Phật tử mới ngồi tuốt ở phía sau đó, nghe Phật thuyết pháp, còn ở trên này là ngồi hai bên, Đức Phật ngồi giữa vậy thì tăng nhìn qua hai chư tăng, rồi ni ngồi phía sau tăng, rồi ở phía trước mặt của Phật là Phật tử đó. Đó. Cái đội hình ngày xưa là vậy đó. Bây giờ còn một số cái đội hình đó chúng ta vẫn còn thấy. Thì qua cái câu chuyện gì? Câu chuyện của ai? Qua câu chuyện của ông Cấp Cô Độc. Qua câu chuyện của ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc mà trước khi ông chết đó, trước khi ông chết thì mà ông tha thiết muốn gặp ngài Xá Lợi Phất. Tha thiết muốn gặp ngài Xá Lợi Phất, tại vì ông Cấp Cô Độc và ngài Xá Lợi Phất là hai người bạn chí thân. Hai người bạn rất là thân. Thì khi mà ông gặp ngài Xá Lợi Phất thì ông muốn cũng như là từ giả ngài Xá Lợi Phất, tại vì ông đâu dám nói là muốn gặp Đức Phật, nhưng mà thật sự trong tâm của ông lại muốn gặp Phật. Nhưng mà miệng thì phải nói gặp ngài Xá Lợi Phất, tại vì đâu có dám mà mời Đức Phật. Thành ra Đức Phật biết ý, Đức Phật mới cử ngài Xá Lợi Phất đến. Đức Phật mới cử. Thì trong cái lúc mà Đức Phật nói là ông hãy nói, tại vì ngay cái lúc mà chết đó thì ngài Xá Lợi Phất lên tới cái quả gì nữa? Lúc sống là ngài Xá Lợi Phất đạt được sơ quả rồi, phải không? Sơ thánh quả rồi, sơ quả là dự lưu rồi, nhập lưu rồi. Cho đến khi mà chết, ngài bước luôn lên cái quả thứ hai. Ngài bước lên luôn cái quả thứ hai. Sao? Ngài Cấp Cô Độc bước lên luôn cái quả thứ hai. Thì qua cái bài pháp mà ngài Xá Lợi Phất giảng cho ông Cấp Cô Độc đó, thì phải chỉnh liền chứ đâu mà gãi đầu, phải nói liền. Thì sau đó rồi ngài Xá Lợi Phất mới đó là cái lần mà chưa gần cuối, còn một lần cuối nữa. Một lần cuối nữa ngài Xá Lợi Phất đến thì lúc này là ông Cấp Cô Độc yếu lắm rồi. Ông Cấp Cô Độc rất yếu. Khi chết ông Cấp Cô Độc đi đâu? Khi chết ông Cấp Cô Độc sanh về đâu? Cõi trời, tức là chứng quả thứ mấy? Chứng quả thứ ba. Chứng quả thứ ba ông mới sanh về cõi trời, quả thứ hai là còn trở lại đời. Thành ra là chúng ta biết khi ông Cấp Cô Độc sanh lên cõi Phạm Thiên, cõi mà ngũ tịnh cư thiên là ổng đã vô quả thứ ba rồi. Là cái bài pháp cuối cùng. Đó. Thì khi đó ngài Xá Lợi Phất về mới thưa Đức Phật. Thì Đức Phật mỉm cười thôi. Rồi sau đó là cái khi mà trước khi chết, người nhà chạy lại mới thưa với ngài Xá Lợi Phất là bây giờ ông Cấp Cô Độc ổng rất tha thiết muốn gặp Chư Tăng. Ổng gấp tha thiết muốn thấy hình bóng Chư Tăng để ổng ra đi. Ông thấy hình bóng thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất mới dẫn rất là đông Chư Tăng đến. Thì khi mà ngài nói cái bài pháp cuối cùng á, là bài pháp đó là ông Cấp Cô Độc nghe lần cuối đó, thì ông Cấp Cô Độc nói bài pháp này có ai được nghe chưa? Thì ngài Xá Lợi Phất nói chưa, không có ai nghe. Thì ngài ông Cấp Cô Độc mới nói thật là tiếc. Thật là tiếc, xin ngài, tại vì xin ngài khẳng định lại là như vậy thì hàng Phật tử có đạt được sự giải thoát giác ngộ khi mà hay không, hay là hàng Phật tử chỉ là đạt được những cái mà quả vị thấp, hoặc là chỉ làm nhiệm vụ là vai trò hộ pháp. Thì ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng là theo như mà ngài Xá Lợi Phất biết thì Đức Phật mới nói rằng quả giải thoát giác ngộ là không của riêng ai. Cho nên là ngài Xá Lợi Phất nói chính vì vậy, ngài Cấp Cô Độc mới nói chính vì vậy con mới nghe được cái bài này. Chứ nếu mà quả có sự phân biệt giữa Phật tử và người xuất gia thì con không được nghe bài này.
Và như vậy thì con về, con chỉ có một thỉnh nguyện trước khi con ra đi, là xin Ngài hãy xin với Đức Phật từ đây về sau là cho Phật tử vào nghe Pháp. Đó, chính ông cấp cô độc sinh đó, cho Phật tử đi nghe Pháp. Thì từ đó về sau là mới có Phật tử đi vô nghe Pháp. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới hứa, và ngay lúc đó là Ngài cấp cô độc ra đi. Thì khi ổng ra đi là sau này ổng mới trở xuống trở lại đó, ổng trở xuống ủng hộ Pháp nữa đó, trở xuống nghe Pháp tiếp, trở xuống nghe Pháp tiếp, nghe Phật thuyết rồi nữa. Khi mà đêm gần tàn, gần trời sáng rồi đó, thì Đức Phật mới thấy Ngài cấp cô độc đứng ở xa thôi, ổng cũng vẫn còn mắc cỡ lắm, ổng vẫn mắc cỡ giống như ổng vẫn còn sống, ổng đứng xa, ổng chiêm ngưỡng Đức Phật thôi, chứ ổng không dám lại gần. Thì Đức Phật mới nói: này cấp cô độc, tại sao mà ông đã đến đây rồi mà ông không đến chào Như Lai? Thì ổng mới bay tới rồi ổng đến rồi ổng hỏi này nọ nọ kia vậy đó. Thì chúng ta thấy đó là tiền khiên tật chứ cái gì nữa. Tiền khiên tật, đến A-la-hán vẫn còn tiền khiên tật mà. Đến A-la-hán vẫn còn. Thì chúng ta thấy là qua cái sự việc như vậy thì tất cả là cái Phật, cái tánh giác là ai cũng có hết. Và ở đâu rồi ha, nãy giờ đeo đi đâu, mình đi xa dữ vậy nè, đi xa quá. phải dừng lại chứ nói là mà hết thời gian rồi. Thì đúng rồi, cái khéo của Đức Phật á, cái khéo của Đức Phật thì Ngài mới dựa trên cái đó. Là cái người thứ hai là Ngài Xá Lợi Phất đó. Ngài Xá Lợi Phất đó dẫn người ta đi ra, dẫn người ta đi ra bằng cách trình bày thôi, rồi người ta tự thấy rồi người ta đi ra. Rồi người ta sẽ là có những cái mà động tác khác với những cái tánh tình trước đó của mình. Thì Đức Phật mới nói rằng là, thay vì Đức Phật mới nói không được, thì Đức Phật mới kể một cái câu chuyện để kể với cho Ngài Kutadanta này, là kể một cái câu chuyện là có một ông vua, ông rất là giàu, ông rất là nghĩa là ông đầy đủ tất cả, và ông cảm thấy rằng là những cái thành quả này là ổng muốn nhiều hơn nữa, ổng muốn phước nhiều hơn nữa, cho nên ổng muốn làm một cái đại lễ tế đàn để mà cầu thêm nhiều phước nữa. Thì khi đó ổng có một vị quốc sư, một vị quốc sư, thì ổng mời cái vị quốc sư này ra làm chủ tế cho cái đại lễ tế đàn, tại vì ổng không biết cách làm sao. Vị chủ tế này, vị quốc sư này chính là tiền thân của Đức Phật đó, chính là tiền thân của Đức Phật. Thì trong một kiếp đó, thì Đức Phật mới kể, thì vị chủ tế này thay vì là cản vua, thì vị chủ tế này mới nói như thế này. Vị chủ tế này mới nói với Đức Phật là bây giờ trước khi mà vua muốn làm giết châu bò như vậy á, thì vua sẽ làm hai việc. Việc thứ nhất là bây giờ á là vua phải coi đất nước nó có bình yên hay không, dân người ta có giàu hay không. Giết một số lượng lớn như thế này là dân người ta bất mãn. Và bốn cái giai cấp, bốn cái tầng lớp này có ủng hộ vua hay không. Thì lúc đó thì vua hãy làm là mọi người đều ủng hộ hết, dân ủng hộ, tầng lớp Bà La Môn ủng hộ, Sát Đế Lị ủng hộ, không còn người nghèo người đói, thì không có chiến tranh loạn lạc, vua muốn làm gì làm. Thì lúc đó là vua mới nhìn lại là thấy đất nước vẫn còn nghèo còn khổ, cho nên là vị chủ tế này mới nói vua, nếu mà đối với những người mà nông nghiệp mà người ta không có ruộng lúa thì vua phải cấp ruộng lúa, rồi vua phải cấp cây trồng, rồi vua phải cấp phân bón cho người ta. Thì vua nghe theo. Rồi tới cái đó là những người mà chăn nuôi gia súc, người ta không có thức ăn cho gia súc thì vua phải cung cấp thức ăn cho họ chăn nuôi gia súc, thì vua mới cung cấp. Rồi đối với những người mà buôn bán thì vua phải tạo điều kiện cho họ đi buôn bán, phải dẹp bớt loạn giặc giả cướp bóc, rồi vua phải cho họ mở ngân khố, cho họ mượn tiền, để mà họ có nhiều cái, cũng như cho vay đó, giống như sao đó, mình góp cho anh ta mượn vốn đó. Đó thì vua cũng nghe theo. Rồi cái thứ tư nghĩa là đối với những người mà làm việc văn phòng, những người mà quan lại như thế này lương thấp quá, người ta bất mãn, thành ra vua phải tăng lương lên. Như vậy thì vua phải làm bốn chuyện. Thứ nhất là đối với người làm nông thì phải cung cấp lương thực, phải cung cấp giống cây trồng, rồi dẫn nước, rồi đối với người mà chăn nuôi gia súc thì phải cung cấp thức ăn cho gia súc, rồi đối với những người buôn bán thì phải cung cấp vốn và phải dẹp loạn cướp bóc, rồi đối với người mà làm việc phục vụ vua thì phải tăng lương. Và đạt được sự đồng thuận đó thì bắt đầu là vua, khi mà vua thấy là ổn rồi, cái vua cứ đòi trở lại đàn tế nữa, vua không quên.
Vua Đôi trở lại nữa, thì lúc này cái vị chủ tế này, tức là vị quốc sư đó, mới khuyên sư là vua làm cái việc thứ hai. Làm việc thứ hai là gì? Làm việc thứ hai tức là bây giờ á, là vua phải chuẩn bị 16 cái tế vật và 3 cái tế đàn. Thì ở trong này 16 tế vật đó là gì? 16 tế vật đó là chia ra làm 4 nhóm, phải không? 16 tế vật đó chia ra làm 4 nhóm. Nhóm thứ nhất là gồm có là vua phải đạt được sự đồng thuận. Nhóm thứ nhất, vua phải đạt được sự đồng thuận và sự có mặt của 4 đại chúng. Đó, nhóm thứ nhất là vua phải đạt được sự đồng thuận và sự có mặt của đầy đủ 4 đại chúng. Hai chấm. 4 đại chúng này phải được hỏi ý kiến. 4 đại chúng này phải được hỏi ý kiến. Và tất cả đều tán thành. 4 đại chúng này đều phải được hỏi ý kiến và tất cả đều tán thành. Không còn một ai xuyên tạc về vấn đề của sư, của vua. Đó, như trong cái câu hỏi thi này có nè, 3 tế pháp, 16 tế vật. Rồi, không còn một ai xuyên tạc về cái việc làm của vua đó, về cái lễ tế đàn của vua. Thì 4 chấm, 4 đại chúng đó bao gồm: 1. Các chư hầu trong nước và ngoài nước. Các chư hầu trong nước và ngoài nước, tức là chư hầu bây giờ mình gọi là gì, thuộc địa ha. Các chư hầu trong nước và ngoài nước, các nước thuộc địa đó ha. Thứ hai, các sát đế lỵ, các sát đế lỵ trong nước và ngoài tỉnh thành và ngoài nước. Ở hồi xưa là đâu có tỉnh thành ha, sai ở trong kinh giờ có tỉnh thành mình không biết. Rồi cái thứ ba là sát đế lỵ, phải không? Thứ nhất là các chư hầu, tức là các nước thuộc địa. Cái thứ hai là các sát đế lỵ. Tại sát đế lỵ là tại sao mình phải sợ họ? Tại sao? Tại vì họ là nắm quân đội đó, họ nắm quân đội, thành ra là phải làm sao mà đắc nhân tâm của những người này. Cái thứ ba, những đại thần. Cái thứ ba là những đại thần, những đại thần tức là quan đó, những đại thần trong nước cùng quyến thuộc của họ. Đó, khéo ghê chưa, những đại thần trong nước cùng quyến thuộc của họ. Cái thứ tư, những vị bà la môn và những gia chủ là phú hào. Những vị bà la môn và những gia chủ là phú hào trong nước và ngoài nước, trong quốc độ và ngoài quốc độ đó. Đó là cái thứ nhất ha, là phải đạt cho được sự đồng thuận và sự có mặt để lấy ý kiến từ cái 4 cái đại chúng này. Rồi cái thứ hai, thứ hai, bản thân vua Mahavichcha, bản thân vua Mahavichcha, bản thân vua Mahavichcha, tức người đứng ra tổ chức lễ tế đàn, tức người đứng ra tổ chức lễ tế đàn, cần phải đủ 8 đức tánh tốt đẹp. Cần phải đủ 8 đức tánh tốt đẹp. Phải không ai có thể nghi ngờ hay xuyên tạc được. 8 đức tánh này không ai nghi ngờ mà cũng không ai xuyên tạc được về 8 cái đức tánh này. Tức là người đứng ra tổ chức lễ tế đàn phải có 8 cái đức tánh tốt đẹp mà không có ai nghi ngờ về một trong 8 đức tánh này. Hai chấm xuống hàng. 1. Thiện sanh cả từ mẫu hệ lẫn phụ hệ. 1. Thiện sanh cả từ mẫu hệ lẫn phụ hệ, quyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ. Phải không bị một vết nhơ về quyết thống, không bị một vết nhơ về quyết thống. Chấm xuống hàng. Đẹp trai, khả ái, dáng điệu cao thượng,
làm đẹp lòng người. Là cái thứ hai, đẹp trai, khả ái, dáng điệu cao thượng, làm đẹp lòng người. Thứ ba, là người giàu có phải đại phú, là người giàu có phải đại phú. Phải tài sản sung túc, phải tài sản sung túc, phải ngân khố sung mãn. Cái thứ tư, có uy lực, có uy lực, phải đầy đủ bốn loại quân chủng. Đầy đủ bốn loại quân chủng. Và giới oai danh, và giới oai danh đủ để chinh phục đối phương. Ủa sao thầy không đánh máy lên trên đó đặng? Dạ hả? Ngày bữa nay thầy không có đánh máy ha. Đủ để chinh phục đối phương. Rồi, đó là cái thứ tư. Cái thứ năm là vị có tính tâm từ tâm, là vị có tính tâm từ tâm, một đại thí chủ. Phải là vị có tính tâm từ tâm, phải một đại thí chủ. Đâu soạn thứ bài này thứ, mấy thầy soạn thứ bài này cả. Rồi, cái thứ sáu là vị thấy rộng thấy sâu trong mọi vấn đề, là vị thấy rộng thấy sâu trong mọi vấn đề. Thứ bảy là vị thông hiểu ý nghĩa của lời nói, là vị thông hiểu ý nghĩa của lời nói. Thứ tám là nhà bác học tinh luyện, là nhà bác học tinh luyện, phải sáng suốt và có thể suy tư, sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, hiện tại, vị lai. Về những vấn và chắc cũng gần hết rồi đây. Dạ thôi đi, để vậy thì thôi, để con coi coi mấy thầy cô học như sao. Rồi đó là 8 với 4 là 12 rồi phải không? 8, 4, 12. Rồi giờ cái thứ 3, thứ 3, vị Bà La Môn chủ tế cũng phải. Thứ 3, vị Bà La Môn chủ tế cũng phải có đầy đủ 4 đức tánh. Vị Bà La Môn chủ tế cũng phải có đầy đủ 4 đức tánh. Phải, đó là 2 chấm. Như vậy là 16 đủ chưa? 16 phải không? Đúng. Đâu? 8 với 4 là 12, 12 với 4 16. Rồi, bây giờ 4 đức tánh nè. 1. Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ. Thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, phải quyết thống thanh tịnh đến bảy đời tổ phụ. Quyết thống thanh tịnh đến bảy đời tổ phụ. Phải không có một vết nhơ. Số 2 là nhà phúng tụng. Phải là nhà tinh thông trì chú và thông hiểu ba tập vệ đà. Là nhà phúng tụng, phải là nhà tinh thông trì chú và thông hiểu ba tập vệ đà, là cái thứ hai. Thứ ba, có đức hạnh, phải đức độ, phải giới hạnh cao dài, là cái thứ ba. Cái thứ tư là vị bác học tinh luyện sáng suốt, là vị bác học tinh luyện sáng suốt. Đó là cái thứ tư. Như vậy là 16 cái tế vật rồi đó ha. Vật tế thay vì trâu bò thì bây giờ vật tế lại là như thế này. Rồi bây giờ chúng ta thấy là bây giờ ba cách thức tế tự, hay là còn gọi là tế pháp, tế đàn thì gọi là tế tự hay tế pháp, gồm có ba. Tế vật thì gồm có 16.
À, thì bây giờ ba cách thức tế tự đó là gì? Ba cách thức tế tự này, à, vị Bà La Môn chủ tể, vị Bà La Môn chủ tể cần giúp vua, vị Bà La Môn chủ tể cần giúp vua tổ chức tế đàn. Tổ chức tế đàn khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Không có sự tiếc nuối. Không có sự tiếc nuối về sự tổn hao tài sản cho lễ tế đàn. Không có sự tiếc nuối về sự tổn hao tài sản cho tế đàn. Hai chấm, trước khi làm phải trong lúc đang làm, trước khi làm lễ tế đàn đó ha, rồi phải trong lúc đang làm lễ tế đàn hay sau khi lễ tế đàn kết thúc đó. Đến này mình hay gọi là cái gì đó, tam tư, tam tư đó. Trước rồi trong rồi sau đó, gọi là tam tư đó. Đó là ba cách tế tự đó, ba cách tế pháp, là nghĩa là trước khi làm, trong lúc làm hay sau lúc làm, là không có tiếc nuối về tài sản mà phải tâm luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ và cũng là an vui. Chấm xuống hàng, và trong lễ tế đàn ấy, và trong lễ tế đàn ấy để công đức hoàn hảo, phải vua phải với tâm, vua phải với tâm thật quan hỷ, vua phải với tâm thật quan hỷ đối với người tốt cả người không tốt. Vua phải với tâm thật quan hỷ đối với người tốt cả người không tốt. Cái này bây giờ mình thấy hơi kẹt, nhiều khi chùa mình mà tăng đồ lô nhiều quá mình cũng phiền nữa đó, là nó khổ con cái đó. Bây giờ cái vấn đề này nè, tăng đồ lô nhiều nè, nhiều khi rồi các vị hòa thượng hay là tăng ni đến không có chỗ ngồi mà tăng đồ lô vô ngồi hết. Thành ra là bây giờ mà kêu như vậy thì bây giờ thời đại ngày nay mình hơi khó chút xíu. Thấy không? Vua phải với tâm thật quan hỷ đối với người tốt cả người không tốt. Hai chấm, đối với người tốt. Hai chấm, đối với người tốt khiến nội tâm của họ được an vui. Đối với người tốt khiến nội tâm của họ được an vui. Chấm phẩy, còn đối với người xấu, còn đối với người xấu hãy để cho họ yên. Đó, nó khổ con cái vậy đó. Còn đối với người xấu hãy để cho người yên. Đó. Rồi bây giờ tại vì chúng ta có thể đọc thêm ở trong đó. Bây giờ tại vì cái này nó có liên quan hẳn đến một câu hỏi, nếu mà câu hỏi này nó rất là hay. Rồi bây giờ chúng ta có thể là đọc thêm, tại vì mình không còn thời gian, con còn phải xuống văn phòng để đưa đề thi nữa. Bây giờ á, là sau khi mà vị này mới nói là 16 tế vật và 3 tế pháp này, thì cái ngài Kutadanta mới hiểu rồi. Nhưng mà ngài Kutadanta mới hỏi rằng là ngoài cái phước báo của 16 tế vật và 3 tế pháp này còn phước báo nào cao hơn nữa không? Đó, ông dẫn ra. Ông mới hỏi là còn phước báo nào cao hơn không? À, mà ít tốn kém hơn không? Cao hơn mà ít tốn kém hơn, Đức Phật nó có chứ. Đức Phật nó có một loại phước báo cao hơn mà lễ tế đàn, bao gồm 16 tế vật và 3 tế pháp này, nhưng mà rất ít tốn kém, phước báo rất là cao. Đó là gì? Chúng ta coi đây. Chúng ta xem. Rồi Đức Thế Tôn dạy các cách tế đàn khác mang lại nhiều phước báo hơn. Đức Thế Tôn dạy các cách tế đàn khác mang lại nhiều phước báo hơn. Chúng ta nhớ thuộc cái bài này nha, tại vì đây là cái bài nữa sau này chúng ta giảng cho Phật tử đó. À, đó là hai chấm. Một, bố thí thường xuyên, gạch dưới chữ bố thí thường xuyên. Nghĩa là đủ duyên liền bố thí. Nghĩa là đủ duyên thì bố thí liền tại đó. Nghĩa là đủ duyên, duyên liền bố thí. Phải không đợi, phải lập đàn tràng. Không đợi, phải lập đàn tràng.
Phải, Như Lai gọi đó là bố thí đúng thời. Như Lai gọi đó là bố thí đúng thời. Chấm. Quả chung của bố thí đúng thời. Quả chung của bố thí đúng thời. Nếu ghi không kịp thì mình coi trên bảng. Quả chung của bố thí đúng thời. Hoặc trổ đời này hoặc đời sau là quả chung của bố thí đúng thời. Hoặc trổ đời này hoặc đời sau là gì ha? Là gì? Là ước nguyện gì cũng sẽ được đáp ứng kịp thời. Ước nguyện gì cũng sẽ được đáp ứng kịp thời. Nhưng mà nó khác với cái vấn đề mà chư thiên đọc được tâm của người tu nha. Nó sẽ khác. Cái này là do phước mình làm, thành ra cái quả nó sẽ đến. Còn cái người tu mà có công đức á, mà khi mà khởi lên sáng nay ấy, ngày mai phải chi ăn bánh ướt ha. À, giờ lâu quá không ăn bánh ướt, thèm bánh ướt. Cái chư thiên sẽ đọc được, là chư thiên sẽ dẫn người đi cúng bánh ướt. Thì hai cái đó là nó khác nhau. Cái đó là mình tu mà để cho người khác đọc được tâm. À, còn cái mà phước mà mình khởi lên, mà phước mà nhờ cái bố thí đúng thời này nè, là nó khác. Thành ra là khi mà có một vị tỳ kheo, có một vị, chúng ta nhớ có một cái câu chuyện, hai câu chuyện, một vị tỳ kheo mà để cho ác ma nó đọc được tâm, và một vị tỳ kheo mà để cho cái vị mà đắc sơ quả đó đọc được tâm á. Vị tỳ, năm vị tỳ kheo thay phiên nhau mà đi tu, thì năm vị này đắc a la hán xong, thành tựu quả vị xong, cái về thì cái kỳ hạ tới, năm vị kia mới thấy mừng quá. Mới thấy là ở đó chắc khu rừng đó với cái mà gia chủ rồi cũng tốt quá, thành ra là mới đi đến đó xin nữa. Thì trong một cái bữa ăn đó, trong một cái bữa ăn là cô này nấu hơi lạc thức ăn, tại vì các vị tỳ kheo này khẩu vị khác nhau, thành ra là các vị tỳ kheo này khởi lên một, mỗi người khởi lên một ý nghĩ khác nhau, khởi lên ý nghĩ là phải chi mà thêm muối một chút xíu nữa cho nó vừa ăn. Còn vị kia nói là phải chi mà thêm miếng cơm nữa, ăn vô đây tôi ăn không có đủ. À, còn có một vị thì nói là sao mà không có đan, tức là cái canh á, ở mình gọi là canh á, sao mà bữa nay lại là không có đan, mà nó là cái đề hộ nhiều thì vân vân. Thì cái vị mà hộ thiền này nè, hộ thất này nè, cái vị hộ thất này nè mà 3 tháng ăn cư cái hạ trong rừng, nhưng mà cái cô này, bà cụ này là bà đắc được cái, bà đắc được sơ quả rồi, bà đắc được cái, bà vô dòng thánh rồi, thì bà đọc được tâm của các vị này, đọc được tâm của 5 vị tỳ kheo mới tu, nghĩa là chưa vô được quả vị nào. Thì ngày hôm sau bà đem đầy đủ muối, bà đem thêm muối, bà đem thêm cơm, rồi bà đem thêm đan, bà nấu đan rất là ngon. Đan tức là ở bên Ấn Độ, tại người ta ăn bốc, hình ra người ta không có ăn canh giống như mình, cho nên cái gì cũng sợ sệt thôi. Tất cả các loại đậu nấu lại thành cái gì sợ sệt, rồi chế vô cơm, rồi lấy tay trộn lên rồi đoàn thực mà. Đoàn thực là thảy vô miệng ăn vậy nè. Thì các vị tỳ kheo này mới giật mình thì mới biết là bà này là đọc được. Đó là cái mà rất là may, là vị này lại là tu chân chánh, bà cụ này là đắc sơ quả. Còn một vị tỳ kheo là để cho ác ma nó đọc được cái tâm, để cho ác ma nó đọc được. Tại ác ma nó tới ngũ thông lận mà, nó chưa có lậu tận thông thôi, chứ là nó có ngũ thông lận, nó dữ lắm. Thì vị tỳ kheo này mới nói là mà tu ở trong này sao mà nó chán quá, toàn là gặp mặt với nhau không hà. Không thấy người đời gì vô trong này hết trơn vậy đó, cứ gặp mặt tu sĩ với nhau không vậy đó. Tại là lúc đó không phải là tâm đời nó còn, nó tâm đời có gì này nó còn. Thành ra là nói sao mà không có ai đến hết trơn vậy, sao mà tối ngại trong rừng cứ phải gặp nhau không vậy nè. Cái ác mà nó biết đi, nó biết nó quá ra một người đẹp, nó quá ra một người rất là đẹp. Cái đi mà người, tại vì nó ác ma mà, nó đâu phải là tu chân chánh gì, cứ nó đi ẻo lả. Vị tỳ kheo này cứ nhìn cái dáng đi không, cái sau này cứ tương tư nó luôn, cái là cứ nhớ hoài, cứ nằm mà ngày đêm mà cứ nhớ, mà cứ kêu tên người đẹp đó không vậy đó, kêu tên không, thành ra là ác ma nó đọc được. Nó khác với cái mà ước gì được đó. Cái này là do phước báo mình làm, còn cái kia là do mình để tâm cho ác ma nó đọc được. Để tâm, hai cái nó khác nhau. Rồi cái thứ hai, thành ra là chúng ta mà nhiều khi chúng ta không có nhiều phước báo, nhưng mà chúng ta ước ngày mai có tô hủ tiếu, hoặc là ngày mai có dĩa bánh thổi là coi chừng nguy hiểm đó.
À, thành ra mình không biết mình tu bên nào đâu, mình không biết nha. Nhưng mà cái đó là gọi là để người khác đọc được tâm á. Rồi cái thứ hai, à, xây dựng tịnh xá cho thập phương tăng. Thứ hai là xây dựng tịnh xá cho thập phương tăng. Thứ nhất là bố thí mà đúng thời thì ước gì được đó ha, chúng ta nhớ vậy đó. Thứ hai là xây dựng tịnh xá cho thập phương tăng. Bố thí này còn được gọi là trường cửu thí. Bố thí này còn được gọi là trường cửu thí, tức phước đức kéo dài rất lâu. Tức phước đức kéo dài rất lâu. Vì chùa chiền là môi trường cho mọi người đến tu học pháp giải thoát. Vì chùa chiền là môi trường cho mọi người đến tu học pháp giải thoát, phải giác ngộ, phải hay phát triển tuệ trí, hay phát triển tuệ trí. Nên hạt giống trí tuệ của người thí, nên hạt giống trí tuệ của người thí cũng vì vậy được nhân rộng. Nên hạt giống trí tuệ của người thí cũng vì vậy được nhân rộng, phải kéo dài ra. Chấm. Giữ trọn vẹn năm giới cấm. À quên quên cái phần ở trên đó thầy. Bố thí ở trên. Giữ trọn vẹn năm giới cấm là ta thành tựu năm đại bố thí. À, thầy đưa cái giữ trọn vẹn năm giới cấm là ta thành tựu năm đại bố thí là cái phần mà thí ở trên đó, bố thí thường xuyên. Rồi, cái thứ ba. Thọ tam quy trì ngũ giới. Cái thứ ba, thọ tam quy trì ngũ giới. Đức Thế Tôn dạy, Đức Thế Tôn dạy, giới như đất bằng, muôn vật từ đó mà sanh. Giới như đất bằng, muôn vật từ đó mà sanh. Hay như chuỗi anh lạc, trang nghiêm pháp thân. Chấm. Trên nền tảng có giới thanh tịnh, phải ta có tâm thanh tịnh. Trên nền tảng có giới thanh tịnh, phải ta có tâm thanh tịnh. Gạch ngang định, tức là tâm thanh tịnh chính là định đó. Gạch ngang định. Chấm. Người không giữ giới trọn vẹn thì tâm luôn bất an. Người không giữ giới trọn vẹn thì tâm luôn bất an. Phải ngồi đứng không yên. Phải ngồi đứng không yên. Làm sao có thể thiền để đạt định? Làm sao có thể thiền để đạt định? Chấm hỏi. Mà không có định thì chắc chắn sẽ không có tuệ. Mà không có định thì chắc chắn sẽ không có tuệ. Trên nền tảng của giới mình gạch dưới chữ giới, tâm thanh tịnh mình gạch dưới chữ định, chắc chắn sẽ không có tuệ gạch dưới chữ tuệ. Rồi, số 4. Tột đỉnh của phước đức hơn tất cả các loại phước. Tột đỉnh của phước đức hơn tất cả các loại phước. Các, tất cả các loại phước là bố thí nè, xây dựng tịnh xá cho thập phương nè, hay là thọ tam quy ngũ giới đây ha. À, tột đỉnh của phước đức hơn tất cả các loại phước, mình có thể mở ra những cái loại phước trên á. Và không có một lễ đàn tế nào có thể sánh bằng. Và không có một cái lễ đàn phước của đàn tế nào có thể sánh bằng. Và không có một phước của lễ đàn tế nào có thể sánh bằng. Đóng ngoặc lại. Là thực hành nết hạnh sa môn. Là thực hành nết hạnh sa môn. Phải tu bát chánh đạo. Là thực hành nết hạnh sa môn. Phải tu bát chánh đạo.
Tức là tột đỉnh của phước đức là bố thí, rồi xây dựng tịnh xá, rồi quy y trì giới, hay thậm chí là phước trong cái lễ tế đàn cũng không bằng cái phước là người sa môn, người tu sĩ thì phải có giữ cái hạnh và cái thực hành bát chánh đạo, phải đắc tuệ giải thoát, phải đắc tuệ giải thoát, phải đưa đến thành tựu các thánh quả A La Hán, đưa đến thành tựu các thánh quả A La Hán. Nhưng mà ở một cái bài kinh khác đó, ở một cái bài kinh của Tương Ưng Bộ Kinh, thì Phật dạy Ngài Cấp Cô Độc là tới năm phước lận. Cái này là chỉ có bốn thôi, nhưng mà ở một cái bài kinh của Cấp Cô Độc là Phật dạy ông Cấp Cô Độc năm phước. Mà mình đọc thành một cái bài thơ cho nó dễ. Mình có thể xuống hàng thuộc cái câu này cũng được, không thuộc được, nhưng mà con cung cấp tài liệu cho cái bài này. Ở Tương Ưng Bộ Kinh, Phật dạy ông Cấp Cô Độc. Ở Kinh Tương Ưng, phải Đức Thế Tôn dạy ông Cấp Cô Độc. Năm cách phước tạo phước từ thấp đến cao. Năm cách tạo phước từ thấp đến cao. Thành ra mình làm thành một bài đạo nè. Chấm số hàng. Ai muốn được nhiều phước báo phải tập bố thí cúng dường. Gạch dưới chữ tập. Tại vì Đức Phật muốn nhấn mạnh mà. Ai muốn được nhiều phước báo phải tập bố thí cúng dường. Gạch dưới chữ tập. Chấm số hàng. Muốn phước báo nhiều hơn. Muốn phước báo nhiều hơn phải nên dựng xây tu viện. Gạch dưới chữ nên. Muốn phước báo nhiều hơn nên dựng xây tu viện. Gạch dưới chữ nên. Chấm số hàng. Muốn phước báo miên viễn. Miên viễn. Muốn phước báo miên viễn. Đớt viên diễn. Lâu lâu cái nhớ cái mình nói lại. Muốn phước báo miên viễn phải trì giới quy y. Gạch dưới chữ phải. Phải trì giới quy y đó. Thành ra tập lên từ từ á. Mới đầu là tập, rồi nên, rồi phải không. Chấm xuống hàng. Muốn phước báo huyền vi. Muốn phước báo huyền vi. Huyền vi nghĩa là nó linh động á. Huyền huyền hắc á, hắc ôi huyền huyền, nghĩa là sau cái đó là không còn thấy nữa, nó nhiều đến nỗi mà mình hết đếm, mình hết tính được này, huyền đó, của huyền thất tổ đó, của huyền thất tổ là sau cái chính đời đó là còn nữa mà tại mình không thấy. Huyền vi phải tu, gạch dưới chữ tu, tu từ bi thiền định, tu từ bi thiền định, mở ngoặc ra chánh niệm á. Thiền định ở đây là chánh niệm á, trên đối tượng đó. Thiền định có chỗ thì dịch là chánh niệm, nhưng mà có chỗ dịch là thiền định. Mở ngoặc ra tu từ bi thiền định, gạch dưới chữ tu. Chấm số hàng. Muốn phước báo tột đỉnh. Muốn phước báo tột đỉnh phải đắc trí tuệ giải thoát niết bàn. Đắc trí tuệ, thấy không? Chúng ta thấy lúc nào trí tuệ nó cũng đâu có đưa đến cái thành thánh quả liền đâu, phải có giải thoát là niết bàn. Đắc trí tuệ phải gạch dưới chữ đắc. Đắc là đạt đó, đạt được trí tuệ rồi mới từ đó rồi mới đạt giải thoát niết bàn. Đó là chúng ta thấy. Thì như vậy thì nếu mà ai chọn cái câu này thì nó hơi vất vả chút xíu, chịu khó chút xíu. Mình phải kể 16 tế vật nè, rồi 3 tế pháp nè. Rồi cái cách mà tế đàn ít tốn kém nhưng mà phước báo nhiều hơn cái làm tế đàn của 16 tế vật đó, là bốn cách này theo cái kinh này nha. Còn nếu mà mình kể cái bài thơ đó mà năm cách đó thì mình phải nói là kinh Tương Ưng Đức Phật dạy ông Cấp Cô Độc, chứ kinh này đâu có. Kinh này Đức Phật chỉ đề cập có bốn à, nhưng mà kinh kia, cái kinh Tương Ưng thì Đức Phật đề cập tới năm lận, kinh Kutadanta thì Đức Phật đề cập tới bốn thôi. Rồi khi mà cái ngài Kutadanta mà nghe như vậy á, ngài Quan Hỷ, ngài Kutadanta nghe như vậy Quan Hỷ, thì cái từ đó Đức Phật chưa dừng lại ở đó đâu. Đức Phật thấy ông này đã bắt đầu là mở tâm rồi. Ông này mở tâm thì Đức Phật mới dạy ngài Kutadanta thêm một số pháp môn nữa.
Đức Phật dạy ngài Kutadanta thêm một số pháp môn, tức là gọi là thứ tự tuần tự mà giảng á. Thì dạy ngài Kutadanta là hành cái hạnh xả ly á, rồi hành cái hạnh trì giới, rồi nói cảnh an vui của mà cảnh thiên giới á, hạnh phúc. Rồi cuối cùng á là Đức Phật mới dẫn ông này, sau khi mà Đức Phật nói về phước báo, rồi Đức Phật nói về cái phước báo của hạnh xả ly, Đức Phật nói phước báo của hạnh trì giới, rồi Đức Phật mới nói là sự hấp dẫn của những cái cảnh mà thiên giới, thì Đức Phật mới dẫn ông này trở lại cái hiện tại. Dẫn lại ông này trở lại cái hiện tại, tại vì Đức Phật thấy là ông này đã an trụ tâm rồi, an trụ tâm rồi, thành ra dẫn ông này trở lại hiện tại, thì Đức Phật mới nói rằng hãy quan sát sự nguy hiểm, sự đắm say của các dục lạc thế gian. Đức Phật dạy Kutadanta như vậy đó. Ông hãy quan sát cái sự nguy hiểm của sự đắm say các dục lạc thế gian. Thì khi nói như vậy rồi thì cái Đức Phật dẫn liền ông ta ra. Đức Phật dẫn ông ta vô là quan sát cái sự mà nguy hiểm của sự đắm say các dục lạc thế gian. Đức Phật dẫn ông ta bằng cách là xuất ly các sự nguy hiểm đó. Dạy ông ta cái cách xuất ly. À, chúng ta thấy cái hay của Đức Phật là như vậy đó. Sau khi mà nghĩa là phước báo quá rồi, thích quá rồi, phước báo mà không tốn kém, mà không giết hại sát sanh ai hết, cái Đức Phật mới đưa hơn những cái phước báo nữa. Đức Phật mới đưa hơn phước báo là phước báo của hạnh xả ly, như vậy là phước dữ lắm. Đức Phật nói vậy. Rồi cái Đức Phật mới nói là trì giới cũng phước dữ lắm. Rồi cái ông có thấy trên chư thiên không? Ông có thấy chưa? Đức Phật dẫn cho ông thấy mà. Chư thiên đẹp như vậy là nhờ có phước như vậy. Sau khi mà vui quá rồi, cái Đức Phật mới dẫn ông trở về hiện tại. Là bây giờ ông thấy sự nguy hiểm đi. Sự nguy hiểm của sự tham đắm các dục lạc thế gian. Nói liền, cái khi đó là ông ta quán sự nguy hiểm tham đắm xong, Đức Phật dẫn cho ông ta thêm một bài pháp để mà dẫn ra sự xuất ly của sự tham đắm đó. Ngay sau cái bài pháp đó vừa kết thúc là ngay tại chỗ ngồi đó, ông ta đắc được pháp nhãn xuất trần ly cấu luôn. Ông ta bước vào dòng thánh liền. Ông ta bước liền vào dòng thánh luôn. Rất là hay. Thành ra coi cái bài này là rất là căn bản. Bài này căn bản để cho chúng ta đi thuyết giảng cho Phật tử nè. À, thuyết giảng cho Phật tử, tại vì cái này là không phải là kinh Năm Hạnh Thí. Kinh Năm Hạnh Thí là nó khác nữa. Kinh Năm Hạnh Thí là của ngài Sivali. Sivali. Còn cái này là năm cái cách tạo phước từ thấp đến cao cho một người Phật tử. Thì nghĩa là bây giờ ông muốn nhiều phúc báo phải không? Thôi được rồi, tập đi, tập mở tâm ra, tập bố thí cúng dường. Muốn phúc báo nhiều hơn thì ông phải xây tịnh xá cho thập phương tăng ta về ta ở. Ở trong đó có nhiều người đến tu thì cái phước đó của ông là có. À, rồi muốn phước báo nhiều hơn nữa thì bây giờ không tốn một đồng luôn là ông phải trì giới quy y. Mà khi mà trì giới quy y thì đóng được ba cửa gì? Trì giới, một người trì giới quy y trì giới thì đóng được ba cửa gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Một người mà quy y và trì giới sẽ đóng hẳn ba cửa luôn. À, bây giờ là không có tốn đồng nào hết mà ông không muốn rơi vào địa ngục, ông muốn không muốn làm thân ngạ quỷ dứt dưỡng đối khác, ông cũng không muốn làm thân súc sanh để cho người ta ăn thịt, thì ông phải quy y trì giới đi. Ngay cả gia đình ông cũng dẫn đi. Bởi vậy cho nên là chúng ta thấy là cái cách thuyết pháp của Đức Phật rất hay, dẫn cả gia đình luôn. Tại người ta sợ vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè, mà Đức Phật khẳng định luôn một người có quy y trì giới là không rơi vào ba cái đọa xứ này. Rồi bây giờ nhưng mà đừng dừng lại đó, tại vì ông còn phải tái sanh, ông còn phải khổ. Bây giờ ông muốn phúc báo mà nhiều hơn, phúc báo mà nghĩa là nó đi nhiều lắm, nó hưởng hoài, hưởng không hết, thì ông phải làm sao? Ông phải tu đi. Mới đầu là phải trì giới quy y, bây giờ tu đi, nên tu chút xíu đi. À, tu thì bây giờ là tu là từ bi mở tình thương đi, có sự thông cảm đi. Từ bi có nghĩa là thông cảm và tha thứ đó. Chữ từ bi là thông cảm, tha thứ. Rồi phải có tập chút xíu cái giữ cái tâm chánh niệm đi. Giữ cái tâm nó định lại, đừng có để cho nó lăng xăng, nó gọi là thiền định á, hoặc là chánh niệm. Nhưng mà thiền định không thì nó đã gần tới cái giai đoạn cuối rồi, ông ráng ông lên một giai đoạn cuối nữa, tức là ông có trí tuệ đi, để thấy vạn pháp. Cái thứ năm á, ông mở trí tuệ ra đi, để thấy vạn pháp, để thấy cuộc đời này là nó là nguy hiểm, ông phải tìm cách xuất ly cuộc đời này, chấm dứt đi không trở lại, là đắc trí tuệ, rồi ông sẽ được giải thoát niết bàn. Đó là cái bài này với cái bài mà kinh Tương Ưng Bộ Kinh mà dạy cho ông cấp cô độc về chương năm pháp á. Chương năm pháp chúng ta về, chúng ta kết hợp hai bài này và cái bài mà giáo giới Ca Thi La Diệt á, là ba bài trọng tâm là dành cho Phật tử. Ba bài này
là cái bài chương năm pháp của Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật dạy cho âm cấp cô độc. Rồi cái bài kinh này Kutadanta và cái bài kinh giáo giới Ca Thi La Diệt là ba bài kinh trọng tâm dạy cho Phật tử, để cho hướng dẫn Phật tử tu tập. Rồi thành ra là sau đó ngay tại đó thì ngài Kutadanta thì đạt được cái pháp nhãn xuất trần ly cấu. Thì chúng ta thấy là qua cái bài kinh này thì bây giờ mình kết thúc qua bài kinh này thì rõ ràng là rất là nhiều trong trường bộ kinh là sự đối đáp, sự ứng xử của Đức Phật đối với ngoại đạo, đối với những người mà không cùng chí hướng với mình, là cái cách đối đáp của Đức Phật là như thế nào, vẫn giữ cái thái độ ôn hòa nhưng rất cứng rắn. Bởi vậy cho nên có một bài kinh là Đức nhưng rất cứng rắn, và từ cái lập trường của cái người nói, Đức Phật dẫn về cái lập trường của mình. Cái hay của Đức Phật là như vậy. Từ cái lập trường của người nói, Đức Phật dẫn họ về. Khi thuyết phục họ xong là Đức Phật dẫn họ về. Và cuối cùng rồi thì họ quy y. Quy y Kutadanta là quy y mà đâu phải một mình ông ta đem rất là nhiều người cùng đi theo. Vì vậy mà có một cái sớ giải của bài kinh mới nói rằng là Đức Phật, khi mà Đức Phật phải đối đáp quá nhiều như vậy thì hỏi Đức Phật là Đức Phật dựa trên cái kinh nghiệm gì mà Đức Phật có thể vượt qua được những cái đối đáp đó để dẫn từ cái lập trường của đối phương mà trở về lập trường của mình. Thì Đức Phật mới nói rằng trong cuộc sống hành đạo và trong cuộc sống của giới tăng đoàn thì ta làm sao? Cái câu nói rất là nổi tiếng của Đức Phật đó là khiến cho Đức Phật mới thành công nào. Thì sao? Thì Đức Phật sao? Ta không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Như Lai mà thôi. Như Lai không tranh cãi với đời, chỉ có đời tranh cãi với Như Lai. Rồi, thành ra là chúng ta sẽ kết thúc cái bài kinh ở đây. Có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc tại tuần sau chúng ta sẽ được nghỉ để thầy cô ôn bài. Có gì thắc mắc? Có gì thắc mắc? Bài này đây là cũng là một trong bốn câu mấy câu đó. Mấy câu là câu thứ ba, thế nào là ba tế pháp, 16 tế vật đó. Mấy này mà mình thuộc lòng thì nữa sau này mình khỏe, mình đi thuyết pháp nó dễ. Rồi, mấy thầy cô có gì thắc mắc không? Rồi, em hỏi đi. Bây giờ các cái nghi lễ bây giờ á, là đa phần của bên Phật giáo phát triển, chứ bên Phật giáo Nam Tông thì chưa có, vẫn không có làm. Nhưng mà bên Phật giáo phát triển, ngay cả Thiền Tông hay là Tịnh Độ Tông cũng thuộc về của Bắc Tông, của phát triển. Mình không có gọi là Bắc Tông, mình gọi là Phật giáo phát triển. Tại vì đi từ cái nguyên thủy lên phát triển thì nó đúng từ hơn. Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo phát triển sau này chỉnh sửa lại hết á, thì cái nghi lễ tế đàn đó là do mình bị ảnh hưởng của cái đại thừa của Ấn Độ chứ không phải đại thừa Trung Hoa đâu. Đại thừa Ấn Độ đó tức là những cái nghi lễ tế đàn này nè. Nhưng mà bây giờ là trong Phật giáo mình thì không có sát sanh, chỉ là những vật cúng tế như trái cây nè, cơm canh thức ăn vậy thôi, và bánh trái vậy thôi, để mà thí thực cho ngạ quỷ. Thí thực cho ngạ quỷ tức là quỷ đói đó. Thì cái đó là nó xuất phát là từ cái nghi lễ dân gian của Ấn Độ qua những cái trai lễ tế đàn này. Nhưng mà tế đàn riêng của Phật giáo lúc bấy giờ Đức Phật dạy là không có sát sanh, chỉ có dầu nè, thục tô nè, bánh trái nè, gạo nè, muối nè. Bây giờ mình vẫn còn giữ là những cái gạo muối với dầu thục tô đó, mình vẫn còn giữ cháo nè, đề hồ đó mình vẫn còn giữ lại. Thì nhưng mà nó đơn giản, cái nghi lễ tế đàn của bên nguyên thủy nó đơn giản. Sau này khi qua Trung Hoa thì cái tế đàn nó làm cho cung đình, chứ không phải tế đàn đó cho dân gian. Thành ra cái nghi thức là có đội mão, có trống, có kèn. Cái khánh là của Phật giáo Nam Tông, cái khánh là của Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ chứ không phải là của Trung Hoa. Duy nhất là cái khánh đó là cái khánh với cái chuông. Còn tất cả những cái nghi thức còn lại như là mỏ hay là gì đó là mới của Trung Hoa mà thôi. Thì sau này á, tại ai cũng nói là cái khánh là của Phật giáo Trung Hoa là không đúng. Cái khánh đó là của bên Đại Thừa của Ấn Độ đó.
Cái khánh đó, trong cái tế đàn của Bà La Môn giáo là người ta đánh khánh nhiều lắm. Sau này thu nhỏ lại giống như cái chuông nhỏ, cái đại hồng chung đó. Sau này cái khánh đó nó thu nhỏ y hệt như đại hồng chung đó, là nó xuất phát từ ở bên kia, chứ không phải là qua Trung Hoa đâu. Cái nào mà mình nói đúng thì cho nó đúng. Thì sau này á, thì từ trên cái cung đình á, là làm cho vua chúa, làm cho vua chúa được là gia đình được thịnh vượng, rồi vua là có nhiều uy quyền hơn, rồi vua có nhiều phước báo hơn. Thì bắt đầu là cái nó mới lan ra cho những đại hào, đại phú gia, người ta cũng muốn được như vậy. Người ta cũng muốn được như vậy. Rồi cái bên Phật giáo mình á, thì cũng có lấy một cái phần đó. Tại ai làm cái lễ đó thì chỉ có cái tôn giáo mới làm thôi. Thì trong cái tôn giáo nó làm sau này á, nó mới ra dân gian. Là tại vì bên Phật giáo mình có làm thêm cái việc mà trai đàn chẩn tế cho người chết, cầu siêu cho người chết. À, thành ra là mới lấy in khuôn những cái mà nghi thức đó đó, nhưng mà có thêm một cái phần cho người chết. À, cho người chết thì cũng làm tới cái tháng 7 cũng vậy. Thành ra là mình đội mão, đội mũ, đội này đội kia là do ảnh hưởng của cung đình, ảnh hưởng của vua chúa, mà cái đó là của Trung Hoa. À, còn cái của mà bên Nguyên Thủy cũng có, nhưng mà bây giờ tại sao Nguyên Thủy không thấy nữa đó. Thì bên Nguyên Thủy mà của Ấn Độ là có, là những cái lễ tế đàn này có nè. Trong sách Đức Phật có dạy cái cách thức tế đàn đầy đủ hết, tức là những cái tế đàn này do Phật dạy. Do Phật dạy chứ không phải là do mình tự mình dựng lên. À, nhưng mà Phật dạy đơn giản, chỉ con cái là để cầu phước thôi chứ. Rồi có một cái câu chuyện thứ hai là cái ngài Xá Lợi Phất, mẹ của ngài Xá Lợi Phất là ngạ quỷ đó, mà sau này không biết sao mà nó ra cái mẹ ngài Mục Kiền Liên đó. Thì bên Phật giáo Nguyên Thủy là mẹ ngài Xá Lợi Phất chứ không phải là mẹ ngài Mục Kiền Liên. À, bên không có cái kinh điển nào nói ngài Mục Kiền Liên hết. À, và cũng không có cái, trong Phật giáo Nguyên Thủy cũng không có ai tên Mục Kiền Liên hết á. Không có ai tên Mục, tên là Mốc Kali Bhutta Tissa thôi. Mình dịch là Mục Kiền Liên, nhưng mà cái Mục Liên Thanh Đề này là nó khác. Còn cái Mục Kiền Liên mà trong Phật giáo Nguyên Thủy nó khác. Thì trong cái Mục Kiền Liên ngài Phật giáo Nguyên Thủy là không có chuyện mẹ chết rồi đi cứu mẹ, không có. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất thì trong cái câu chuyện đó có đi cứu mẹ là ngạ quỷ. Có đi cứu mẹ là ngạ quỷ, có một cái bài kinh đó Đức Phật dạy luôn ngài Xá Lợi Phất cách làm tế đàn để cứu được người mẹ ngạ quỷ của mình. Thì bữa đó là tại vì có trong cái lúc ngồi thiền có bốn vị người bạn rất là thân đang ngồi thiền, thì chỉ có một mình ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên nghe được cái sự đối đáp giữa ngài Xá Lợi Phất và bà ngạ quỷ mẹ của ngài Xá Lợi Phất á. Thì sau đó là ngài Xá Lợi Phất ra rất là buồn, và ngài Mục Kiền Liên chủ động đi đến nói chuyện với ngài Xá Lợi Phất là tôi đã có nghe sự đối đáp giữa ngài và người mẹ mà của những cái kiếp trước đó. Thì bây giờ á, là ngài Xá Lợi Phất mới nói rằng bây giờ tôi muốn làm một cái lễ cầu siêu, nhưng tôi không có tiền. Tôi cũng không có dám là tổ chức nữa, tại vì tôi không có quyền lực gì hết á. Thì ngài Mục Kiền Liên nói thôi bây giờ nếu mà nói tiền thì để xin với vua Ba Tư Nặc, xin với vua Basenadi, xin với vua là hỗ trợ cái phần mà kinh phí tiền bạc để làm tế đàn, còn cái người đứng chủ tế là thỉnh Đức Phật. Đức Phật ra đứng chủ tế, người đứng chủ tế lại là Đức Phật, thì lúc đó lại là mời hết tất cả các vị thánh tăng, các chư tăng đến. Thì vua nghe nói như vậy vua mừng lắm, tại vì được cúng dường mà làm tế đàn nữa là nhiều người được phước. Thì từ cái lễ đó nó bắt đầu mới có cái lễ cầu siêu, cầu siêu cho tất cả các vong linh ngạ quỷ. Thì trong cái lễ đó nó có một cái câu chuyện rất là hay, là trong cái lễ đó nó câu chuyện là có một người đứng ra hỏi liền. Sau cái lễ đó thì có một người, chiều hôm đó là khi nghỉ rồi, Đức Phật đang nghỉ ở thư phòng, thì có một người đến hỏi nếu mà trong cái lễ tế đàn đó cái người mà được nhận cái cầu siêu đó, người ta siêu rồi, người ta được giải thoát rồi, người ta bỏ cái thủ rồi, người ta đi, người ta không nắm giữ cái thân ngạ quỷ nữa, người ta hối hận, người ta đi. Thì những cái lễ tế đàn sau mà những người đó không có thì làm lễ tế đàn đó để làm gì? Có cần nữa hay không? Hay chỉ một lần là được hết? Đức Phật nói làm sao một lần được hết? Nhưng nếu mà được hết thì những cái lần sau cũng nên làm. Là tại vì ai sẽ được hưởng? Những cái người mà mình muốn cầu siêu người ta được hưởng, thì còn những người chưa siêu, những người mà không phải thân bằng quyến thuộc mình nhưng không có ai cúng kiến, không có ai cầu nguyện cho họ, không có ai dẫn dắt cái vong linh của họ được mà đi tái sanh,
thì những người đó sẽ được hưởng. Những người mà vòng đó đó, họ nghe được, họ nghe được, họ sẽ được giải thoát, thì họ sẽ đi. Rồi cái ông này ông cũng không chịu nữa, ông mới nói là nếu mà những cái người đó họ được đi rồi thì còn cần phải tế đàn nữa không? Đức Phật nói vẫn cần, vẫn cần tế đàn. Thì ai sẽ được hưởng? Bây giờ ai được hưởng? Thì những người nào được hưởng? Ai được hưởng? Thì những người mà thân bằng quyến thuộc của họ, thân bằng quyến thuộc của người đứng ra làm á, những người thân bằng quyến thuộc sẽ được hưởng. Rồi nói là thân bằng quyến thuộc được hưởng. Rồi bây giờ nếu mà xong rồi, hết rồi, ngay cả ngạ quỷ cũng được hưởng, súc sanh cũng được hưởng, Atula cũng được hưởng, sống ở những cảnh giới đó. Rồi bây giờ xong hết rồi, thân bằng quyến thuộc đi hết, cả thế gian này đi hết trơn rồi, giờ cần làm nữa không? Đức Phật nói chuyện này không xảy ra, nhưng mà ngươi hỏi ta vẫn trả lời được. Chuyện này không xảy ra, rõ ràng làm sao mà đi hết. Đi hết thì không còn tôn giáo nữa rồi. Rõ ràng mình thấy là đi hết là không còn tôn giáo, nhưng mà người này vẫn hỏi thì Đức Phật mới nói được, vẫn cần phải làm. Chính ông được hưởng đó, chính toàn bộ phước ông được hưởng hết. Thì lúc đó ông mới chịu ngưng đó. Thì chúng ta thấy chú cái câu chuyện, nghĩa là hỏi cho tới luôn như vậy đó, thì mình cũng sẽ trả lời. Người mai mốt người ta hỏi cầu siêu này, mai mốt mà con cầu siêu nữa được không, thì mình nói vẫn cầu siêu chứ. Thì cái người chết đó siêu xong rồi, bà con xa cho đến củ quyền thất tổ của ông lần mà, ông tới có tới 9 đời cha mẹ bà con dòng họ, tới 9 đời lần mà, chứ đâu phải là chỉ có một đời này đâu. Rồi người ta hỏi là củ quyền thất tổ đi hết trơn rồi ai, thì nói là tất cả những người mà ta mà ở chung quanh đây ta chưa siêu đó, ta được cái phước ông làm thì ta siêu. Rồi thân bằng quyến thuộc ông, rồi nói là ta siêu hết rồi sao, thì nói là chính ông được hưởng, chính ông là sẽ được giải thoát, ông được hưởng cái phước này. Thành ra ông cứ vẫn phải cứ làm. Và đây là một cái tập tục rất là tốt cho cái bên Phật giáo mình. Thay thì mình xin ngưng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúc mấy thầy cô làm bài tốt nha.